Phạm Bảo Nam tên thật là Bùi Trung Hiếu, khởi đầu bằng con đường ca hát, nhưng Phạm Bảo Nam lại bén duyên và được mọi người biết đến với vai trò sáng tác với những bản hit như Làm Vợ Anh Nhé, Lời Anh Muốn Nói, Giá Như Chưa Từng Quen, Cho Anh Một Lần. Anh đã mai mất em rồi, nguyện thể xưa nơi trong em còn không, vì giờ đây em quay về cùng ai để mình anh với đôi buồn, làm sao để anh quên được em. Anh đã khóc rất nhiều. Ngoài sáng tác những bài hát ballad, hiện nay Phạm Bảo Nam còn tham gia với vai trò là diễn viên trong các parody, phim ngắn đạt triệu view trên YouTube. Và ngay bây giờ, hãy cùng gặp gỡ với nam ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Bảo Nam cùng với MC Thanh Huyền. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ rằng qua đoạn clip vừa rồi chúng ta cũng đã biết được nhân vật khách mời ngày hôm nay là ai rồi đúng không ạ? Vâng, xin được giới thiệu với quý vị và các bạn nam ca nhạc sĩ đa tài Phạm Bảo Nam. Vâng, xin chào anh Phạm Bảo Nam và rất vui khi anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Thanh Huyền cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình. Anh Phạm Bảo Nam thân mến, khi nhắc đến những bài hát với sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng như The Man hay Hồ Quang Hiếu và Nam Cường, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những sáng tác của anh. Vậy anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết là cơ duyên nào khiến anh đến với con đường âm nhạc và anh đến với con đường âm nhạc đến nay đã được bao nhiêu năm rồi không? Nam rất là may mắn khi từ nhỏ được gia đình ủng hộ cho đi tham gia những cái chương trình nghệ thuật tại Cung văn hóa thiếu nhi. Và suốt một quãng thời gian rất là dài, từ nhỏ cho đến lớn thì Nam đã liên tục tham gia những cái chương trình của trường, của lớp. Và may mắn hơn là trong một dịp Nam có tham gia một cái diễn đàn âm nhạc tên là rap.vn, thì Nam có quen được anh Khang Duy, anh Khắc Việt. Và từ cái cộng đồng đó mà Nam có cơ hội được kết nối với các anh và được đi biểu diễn. Và Nam vẫn không thể quên được, chắc chắn là không bao giờ quên được ngày 29 tháng 5 năm 2009, lần đầu tiên Nam được đi biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp. Và tính đến đó, đến nay cũng đã được khoảng 10 năm. Vậy khi bước vào con đường âm nhạc thì anh có gặp những cái khó khăn gì hay không ạ? Khó khăn lớn nhất có lẽ là Nam bắt phải là sự phản đối của gia đình. Bởi vì Nam là một người ngoại đạo, Nam là sinh viên của một trường ngoại ngữ. Và quãng thời gian đáng nhớ nhất đó chính là quãng thời gian mà mình quyết định dừng con đường học tập của mình vào năm thứ tư đại học. Rất là đáng tiếc. Nhưng mà cái niềm đam mê của mình lúc đó nó quá lớn. Và bố mẹ có lẽ là cũng không chấp nhận được cái điều đó, và trong quãng thời gian rất là dài, khoảng 1-2 tháng hay 3 tháng gì đó, gia đình không nhìn mặt mình. Rất là đáng nhớ. Thanh Huyền có một thắc mắc rằng là có rất nhiều những thể loại nhạc như EDM, rock hoặc là dân ca. Vậy tại sao anh không lựa chọn những thể loại nhạc đó để sáng tác những bài hát mà lại lựa chọn hai thể loại nhạc là pop ballad và R&B để sáng tác những bài hát của mình? Chia sẻ thật với Thanh Huyền cũng như các vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì đối với Nam thì âm nhạc nó chính là cuộc đời. Và cái tính cách của Nam thì luôn là một cái tính cách nó nhẹ nhàng. Và Nam nghĩ rằng với những cái tính cách đó cũng như những cái khả năng của mình, thì pop ballad là cái thể loại mà Nam nghĩ rằng mình sẽ làm tốt nhất có thể. Và khi đó là một cái điều gì đó mình có thể làm được thì mình sẽ chọn nó làm con đường để mình đi. Có lẽ đó cũng là lý do duy nhất thôi, không có nhiều lý do khác để mình chọn dòng nhạc này. Vậy khi nhắc đến mình thì anh muốn khán giả nhắc đến anh với vai trò là ca sĩ hay là nhạc sĩ? Đây là một câu hỏi cũng khá là hay. Cũng có những người bạn của mình đã từng hỏi mình, rốt cuộc là mày là nhạc sĩ hay là ca sĩ vậy? Thì mình cũng trả lời là ngay từ nhỏ, ngay từ lúc đi học, mình luôn luôn là một người mang đến tiếng cười cho bạn bè của mình. Và cái cảm giác mang đến tiếng cười, niềm vui cho tất cả những người xung quanh là niềm hạnh phúc đối với mình. Và khi mà bước vào con đường nghệ thuật thì mình sẽ xác định mình sẽ là một người nghệ sĩ đa năng, có thể làm rất là nhiều vai trò. Ai cũng có thể nhớ được mình ở bất kỳ vai trò nào. Và tùy ở họ thôi.
quan trọng nhất là họ nhớ được ba từ thôi, đó là Phạm Bảo Nam. Đó là quá đủ rồi. Môi trường và cuộc sống sẽ luôn luôn là người bạn thân. Nếu môi trường trong lành sẽ cho ta cuộc sống vui tươi. Ta sinh từ thiên nhiên và thiên nhiên cho ta sự sống. Hãy yêu cuộc sống này và biết yêu người bạn môi trường. Được biết bài hát Môi trường và cuộc sống là ca khúc mà anh đã sáng tác độc quyền cho tạp chí Môi trường và cuộc sống. Vậy anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết tại sao anh lại nhận lời sáng tác bài hát này được không ạ? Chia sẻ thật với Thanh Huyền là trước đây Nam không phải là một người quá quan tâm về vấn đề môi trường. Tuy nhiên là trong một lần rất là tình cờ được tham gia giao lưu văn nghệ trong cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống do báo Môi trường và cuộc sống tổ chức, thì Nam có được cơ hội được trải nghiệm những cái kiến thức về môi trường. Và thực sự là lúc đó thì Nam nghĩ rằng là mình với tư cách là một nghệ sĩ cũng nên có những cái hành động thiết thực gì đó để góp công vào phần bảo vệ môi trường. Thì nghệ sĩ thì có lẽ là lời ca tiếng hát cũng như là những sáng tác của mình nó sẽ phù hợp hơn thay vì những hành động mà có lẽ là mình chưa dành lắm. Đó thì Nam đã sáng tác ca khúc Môi trường và cuộc sống. Thì đây là một ca khúc mà khi viết Nam gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề đặt lời. Tại vì như đã chia sẻ thì Nam không phải là người trước đó có sự quan tâm đến cho vấn đề này. Rất là may mắn là được các anh chị trong báo Môi trường và cuộc sống chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như những kiến thức về môi trường để Nam có thể hoàn thiện ca khúc này tốt hơn. Thanh Huyền còn được biết rằng ngoài công việc là sáng tác cũng như là ca sĩ, anh hiện nay anh còn tham gia một số những phim ngắn hoặc là parody trên YouTube. Thì anh có thể chia sẻ về cho khán giả được biết về cái công việc của mình hiện tại. Như Nam đã chia sẻ thì Nam thích cái hình mẫu một người nghệ sĩ đa năng. Vì vậy khi có lời mời và mình cảm thấy thích cũng như là phù hợp thì mình cũng sẽ tham gia. Và rất là may mắn là sau khi tham gia những cái phim ngắn đó hoặc là parody đó thì ra ngoài đường cũng có những em nhỏ hoặc là những khán giả họ nhận ra và đó là một điều hạnh phúc đối với mình trong một cái vai trò khá là lạ lẫm. Vậy có khi nào anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ lấn sân sang diễn xuất để phát triển cái sự nghiệp của mình? Cũng có thể trong tương lai đó là một điều mà Nam sẽ suy nghĩ đến. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết dự định trong năm 2019 này anh có những cái dự định gì và có những cái sản phẩm âm nhạc nào mới hay không? Trong thời gian gần đây thì Nam dành nhiều thời gian của mình để học cũng như là trau dồi kỹ năng và trau dồi những cảm xúc của mình để có thể sáng tác những ca khúc nó sâu sắc hơn. Và có lẽ là mọi người sẽ thấy trong năm 2019 sẽ ít sản phẩm của Phạm Bảo Nam hơn. Tuy nhiên là đó cũng là một cái bước để Phạm Bảo Nam tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như những cảm xúc để biết đâu trong năm 2020 sẽ là một cái album do chính Phạm Bảo Nam thể hiện những sáng tác của mình thì sao. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rớt. Anh không đủ bao dung để cầu chúc em được hạnh phúc. Và anh không đủ bao. Anh đang loay hoay cướp xe, em đi ngang qua khiến anh hoảng. Ôi ma ơi đẹp quá, anh đã đến nhiều nơi mà chẳng. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì Thanh Huyền cũng như là khán giả rất là mong muốn Phạm Bảo Nam có thể gửi đến cho khán giả một bài hát hoặc là một đoạn hát nào đó cũng được. Ok, có lẽ một đoạn hát đi, đoạn bởi hát. Vì thời lượng của chúng ta không có nhiều. Nam sẽ hát một đoạn của ca khúc Làm Vợ Anh Nhé. Đây là một sáng tác có thể nói là thành công nhất của Nam cho tới thời điểm hiện tại. Mình bắt đầu. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Vâng ạ, rất nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn ca sĩ Phạm Bảo Nam với những lời ca vô cùng là ngọt ngào ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được về cuộc sống cũng như sự nghiệp của ca sĩ Phạm Bảo Nam rồi đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Phạm Bảo Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thời lượng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.